Bây giờ chúng ta bước qua phần 2 của phẩm phương tiện. Thì sau 3 lần Ngài Xá Lợi Phất cầu xin Đức Phật thuyết cái phẩm phương tiện này thì Đức Phật mới nhận lời. Thì sau khi Đức Phật nhận lời thì có 5.000 người đã tăng thượng mạng đó, có 5 vị tăng thượng mạng đã bỏ ra đi, đảnh lễ Phật đã bỏ ra đi. Thì sau đó Đức Phật mới nói rằng là Đức Phật Thế Tôn, chư Phật xuất hiện ra tại thế gian, thì giống như hoa ưu đàm, hoa linh thoại, hoa ưu đàm vậy, thỉnh thoảng mới xuất hiện. Thì việc xuất hiện của Đức Phật, của chư Phật tại thế gian thì nó cũng tương tự như thế, là một điều hiếm gặp. Thì khi Đức Phật xuất hiện tại thế gian thì là cái mục đích chính là gì? Mục đích chính của Phật xuất hiện tại thế gian là để khai mở cho chúng sinh tỉnh ngộ thành Phật. Thì chúng ta hiểu cái đây là tôi viết tóm gọn là cái mục đích xuất hiện của Phật tại thế gian là để khai mở cho chúng sinh tỉnh ngộ để thành Phật. Mục đích chính là như vậy. Và tại sao lại Ngài lại thỉnh thoảng mới xuất hiện? Tại vì khi hầu hết chúng sinh đã trải nghiệm đầy đủ 6 cái nẻo luân hồi, 6 cái cảnh giới sướng khổ này nè, thì Đức Phật mới xuất hiện. Khi mà chúng sinh đã trải qua hết 6 cảnh giới đó một cách rất nhiều lần như vậy, thì chúng sinh đã tích lũy đầy đủ những cái gì cần thiết để cho trở thành một vị Phật rồi. Lúc đó thì Đức Phật mới xuất hiện để khai mở cho chúng sinh thành Phật. Mà khai mở là ở cõi người chứ không phải ở những cõi khác. Thì cõi người thì dễ dàng hiểu được, tại vì khi đã thành người thì con người ta, kiếp người ta cũng trải qua cái sướng khổ như vậy, và khả năng dễ dàng nhận thức được, nó không có quá khổ như là những cõi khác, và trí tuệ cũng đầy đủ điều kiện để cho Đức Phật có thể nói người ta hiểu, để người ta tu thành Phật. Thì nếu như chúng ta lấy cái ví dụ là gì, chúng ta lấy ví dụ là Đức Phật xuống là để thu hoạch vậy đó. Giống như chúng ta thả dê, thả bò, thả cừu lên núi gì chẳng hạn, thì nó lớn lên, thì khi mà đủ cái độ nó sinh sôi nảy nở đúng cái số lượng và chất lượng đó thì chúng ta lên núi ta lùa về, chúng ta thu hoạch nó. Thì đây cũng tương tự vậy đó. Thì Đức Phật tạo ra 6 nẻo luân hồi này để thả chúng sanh vào. Khi mà chúng sanh đã đầy đủ mọi yếu tố rồi thì chúng sanh, thì Đức Phật sẽ xuất hiện để độ cho chúng ta thành Phật. Thành Phật để quay trở về lại với nơi sống của Ngài, quay trở về lại cái nơi mà chúng sanh đã ra đi ha. Thì cái phần 1 có nói gì này rồi nha. Rồi Đức Phật muốn nói là gì? Có 4 cái mục đích. Xuất hiện để khai mở cho thế gian, cho chúng sanh thành Phật, tỉnh ngộ thành Phật. Thì lúc này là gì? Bước thứ nhất là khai mở sự thấy biết của Phật được trong sáng. Khai mở sự thấy biết của Phật được trong sáng. Phật ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta phải hiểu vị Phật tương lai. Khai mở sự thấy biết của vị Phật, của một vị Phật tương lai được trong sáng, có nghĩa là ở trong cơ thể của chúng ta, trong thân tâm của chúng ta thì có một ông Phật trong đó ha. Mà phần 1 có giải rồi đó. Nó giống như là một cái chất Phật, chưa phải là một vị Phật trưởng thành. Đó là một mầm Phật, mầm mỏng của Phật trong đó. Thì Đức Phật xuất hiện tại thế gian để khai mở. Xuất hiện tại thế gian là nơi cõi người đó nha. Là xuất hiện là để khai mở sự hiểu biết, cái sự thấy biết của một vị Phật, của vị Phật ở trong chúng ta đó, được trong sáng. Phật này á là chúng ta ha.
là cái mầm Phật trong chúng ta, hay là công thức Phật trong chúng ta, chứ không phải là ông Phật nha. Nó có hai nghĩa lận, thì nghĩ sau thì nói tiếp. Đây có hai nghĩa, có nghĩa là ông Phật, ông lấy sự hiểu biết của mình, để ông khai mở cho cái vị Phật bên trong của chúng ta được trong sáng. Cho vị Phật bên trong của chúng ta nó được trong sáng, được cái sự hiểu biết trong sáng. Thì khai mở thì một chuyện, còn cái vị Phật của chúng ta có thức dậy hay không thì nó là một chuyện khác nữa. Rồi, chỉ thị sự thấy biết của Phật được trong sáng. Chỉ thị ở đây là gì? Chỉ thị có nghĩa là chỉ cho cái vị Phật bên trong của cơ thể chúng ta đó, bên trong chúng ta đó, chỉ thị giống như là mình ra sắc lệnh, mình chỉ thị có nghĩa là ở đây có nghĩa là ép buộc cái vị Phật ở trong, cái vị Phật nhỏ trong tâm của chúng ta, trong thân tâm của chúng ta, phải hiểu biết mình là một vị Phật như thế nào, phải hiểu biết được sự trong sáng đó, trong sáng như rõ ràng ha. Chỉ thị ép buộc cái vị Phật trong cơ thể này phải tỉnh dậy. Chỉ thị là ép buộc đó, giống như chúng ta ra một cái đảng nhà nước hay là tổng thống này kia ra một cái đạo luật, chỉ thị ở cấp dưới phải làm như thế là người ta phải buộc phải làm theo. Chỉ thị để cái chỉ thị cho cái vị Phật này mở ra cái sự thấy biết của mình được trong sáng. Sự thấy biết này chính là sự thấy biết của vị Phật tương lai, khai mở cái sự thấy biết của vị Phật tương lai, khai mở cái sự thấy biết của một vị Phật tương lai, và chỉ thị cho vị Phật tương lai này rõ cái sự thấy biết của mình được trong sáng rõ ràng, tỉnh ngộ thì cái vị Phật này ngủ trong cái cơ thể của chúng ta, ngủ trong thân tâm của chúng ta biết bao nhiêu ngàn kiếp. Bây giờ Đức Phật, Phật Tổ là hiện ra lại gì? Để làm cho tỉnh ngộ cái sự thấy biết của vị Phật tương lai này được trong sáng. Vị Phật này là vị Phật trong ta nha, nhắc lại. Làm cho cái vị Phật trong ta tỉnh ngộ cái sự thấy biết. Khi mà tỉnh thì mình sẽ thấy biết thôi. Khi mà tỉnh thì chúng ta sẽ thấy biết Phật ở trong ta như thế nào. Ở đây mấy ông thầy hay gọi là kiến tánh thành Phật. Mình hiểu cái Phật tánh của ta. Mình hiểu cái Phật tánh của mình. Mình thấy biết nó. Thì từ đó mình mới tu được. Từ đó mình mới thành Phật được. Gọi là kiến tánh thành Phật. Thấy biết này là. Gọi là kiến tánh đó. Thấy biết cái tánh của mình. Thấy biết cái tánh Phật của mình. Rồi từ đó là mình gì? Nôn nao. Để mình muốn tu hành. Mình muốn vượt khỏi cái chúng sanh để mình thành Phật. Tỉnh ngộ đây là gì? Kiến tánh. Mình tỉnh ngộ. Mình tỉnh thức. Cái vị Phật ở trong ta nó tỉnh dậy. Nó tỉnh dậy thì nó thấy. Nó thấy biết cái bản tánh của mình là một vị Phật. Nhưng mà chưa thành. Bây giờ mình phải làm sao? Mình phải tu hành như thế nào? Nếu nghĩ là ông Phật Tổ nếu mình tu hành. Để trở thành một vị Phật cũng như Ngài. Đó. Thì đây là tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ để kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Kiến tánh là chưa thành Phật đó nha. Kiến tánh mình biết mình là sẽ là một vị Phật. Mình phải làm như thế nào? Gọi là mình kiến tánh. Mình thấy biết cái tánh của mình chính là một vị Phật này. Thì lúc đó mình mới tu. Chứ còn mà mình chưa có hiểu rõ chúng ta từ đâu đến và chúng ta là ai và thực tế là chúng ta là như thế nào thì chúng ta không thể nào mà biết đường đi của mình được. Thí dụ như chúng ta biết là gì,
chúng ta biết cái ví dụ trong tình yêu chẳng hạn, chúng ta biết chúng ta yêu người đó thì chúng ta cố gắng là chúng ta đi để chinh phục người đó, chứ chúng ta không có biết chúng ta thích người đó thì chinh phục chi. Cho nên đây cũng vậy, là chúng ta biết chúng ta là sẽ trở thành một vị Phật, chúng ta tương lai chúng ta sẽ thành một vị Phật, và cơ bản bản chất của chúng ta là Phật nhưng mà chưa thành. Cho nên chúng ta phải tỉnh ngộ. Đức Phật xuất hiện ở thế gian làm cho chúng ta tỉnh ngộ, để chúng ta thấy biết được cái vị Phật bên trong của chúng ta. Khi chúng ta thấy biết cái vị Phật đó rồi đó, thì chúng ta tự động chúng ta tu. Chúng ta phải vượt qua, tự động chúng ta tu. Chứ lúc đó cũng chẳng còn ai nhắc nhở nữa. Lúc này mới gọi là kiến tánh nha. Kiến tánh tu thì mới thành Phật. Chứ còn mà kiến tánh mà không chịu tu thì không phải là kiến tánh. Không phải là thấy biết, lúc đó chưa. À, rồi. Nhập vào con đường thấy biết của Phật được trong sáng. Thì khi mà tỉnh ngộ, thấy biết rồi đó, thì phải nhập vào con đường thấy biết đó bằng cách nào? Bằng cách hành động. Cái vị Phật á, cái vị Phật trong chúng ta sẽ thôi thúc chúng ta. Vị Phật trong lòng của chúng ta đã biết mình là một vị Phật nhỏ rồi, chuẩn bị tương lai sẽ thành một vị Phật chính thức, thì lúc này là gì? Cái vị Phật trong tâm chúng ta này chỉ thôi thúc chúng ta để đi tu, để sửa đổi, để như thế nào đó để thành một vị Phật. Thì lúc đó này, lúc đó chính cái tâm của chúng ta, tâm Phật của chúng ta sẽ hối thúc cho chúng ta nhập vào con đường thấy biết đó. Nhập vào con đường thấy biết. Thấy biết có nghĩa là gì? Mình biết mình là Phật, đúng không? Mình biết mình là Phật. Mình biết mình là một vị Phật tương lai. Cái tánh của mình là tánh Phật. Nhưng mà bây giờ mình thấy rồi, và mình phải bước trên con đường này thì mình mới thành Phật. Còn mình không có bước trên con đường này để trở về cõi Phật thì mình không bao giờ thành Phật. Cho nên nhập vào con đường có nghĩa là mình bước trên con đường để tu thành Phật đó. Chính là giống như là mình hỏi đường ha. Mình hỏi đường từ Phan Rang ha. Phan Rang ở đây ha, từ Phan Rang nè. Và đi lên Đà Lạt chẳng hạn đi. Từ Phan Rang đi lên Đà Lạt, đi Đà Lạt thì lên cái dốc này khỏi vỉa nữa ha. Đi Đà Lạt thì nó cỡ 100 cây, 110 cây đó. Nhưng mà cái đường đèo nó ngoằn mèo nè. Nó có 2-3 ngã đi về Bảo Lộc, ngã Đà Lạt, rồi đi chạy lên đây thì đi Đắk Lắk này kia ha. Thì chúng ta muốn đi Đà Lạt thì chúng ta phải hỏi đường. Chúng ta biết đường đi Đà Lạt rồi thì chúng ta lên xe để chúng ta đi Đà Lạt. Chứ chúng ta biết đường đi Đà Lạt mà chúng ta không có leo lên xe để đi thì chúng ta không bao giờ tới Đà Lạt được. Giống như là gì? Giống như cái cõi Phật, giống như là cái việc thành Phật của chúng ta vậy. Chúng ta biết con đường để thành Phật mà chúng ta không chịu tu hành thì không bao giờ chúng ta sẽ thành một vị Phật được hết. Không bao giờ chúng ta thành Phật được hết. Bởi vậy, khai mở sự thấy biết của Phật, có nghĩa là Đức Phật xuất hiện để khai mở cái sự thấy biết của vị Phật trong tâm của chúng ta này, vị Phật tương lai, vị Phật trong tâm của chúng ta này, khai mở cái sự thấy biết của cái ông Phật này nè. Đó. Ông Phật hay bà Phật gì không biết trong này, khai mở. Và khai mở cũng chưa xong đâu. Khai mở chắc gì nó thức dậy đâu. Phải ép buộc, phải chỉ thị, phải hành động. Có nhiều cách lắm. Đôi lúc trừng phạt nữa không chừng đó. Thì lúc đó là cái tâm Phật của chúng ta nó mới nó thật sự thấy biết. Khi mà thấy biết thì lúc đó nó tỉnh ngộ không? Nó tỉnh ngộ có nghĩa là nó đã kiến tánh, nó thấy mình là một vị Phật rồi. Thì lúc đó nó mới nhập vào con đường để nó tu thành Phật. Đó chính là cái nội dung của mục đích xuất hiện của Phật tại thế gian. Đó.
Còn cái vị Phật mà ông nói lại là ông cái vị Phật nha, khái niệm Phật, Phật có nghĩa là gì? Giải Đà La Ni nó là chữ Phục đó. Phật, Phật hay là Bụt, Phật Bụt mình nói là Phục Bậc, đó chính là Phục Bậc này. Khi mà chúng ta áp dụng Đà La Ni thì chúng ta phải lấy cái hai tên luôn, tên Trung Quốc là tên Phật ha, danh hiệu Phật, còn người Việt Nam gọi là Bụt. Phục Bậc là Phật Bụt, nói lái là gì? Phục Bậc. Phục là quay trở về, quay trở về. Bậc đây là cái bậc, cái bậc là cái cấp bậc của mình, cái bậc cao quý của mình, cái trở về. Thì Phật ở đây có nghĩa là gì? Từ chúng sinh tu thành chánh quả vô thượng thì gọi là Phật. Còn Thượng Đế không phải là Phật, Thượng Đế không phải là Phật, Ngài hiện ra thành một vị Phật thôi, chứ Ngài không phải là Phật nha. Ngài là trên hết. Những ai tu từ chúng sanh mà tu thành chánh quả vô lượng có nghĩa là gì? Từ ở cõi vô hình, từ cõi vô cực mà thành chúng sanh, từ chúng sanh tu thành Phật để quay trở về lại, thì cái quay trở về lại thì gọi là Phục. Quay trở về lại thì gọi là Phục. Phục ở đây gọi là Phục với Phật thì nó như nhau vậy. Phật là quay trở về với chính mình, Phục cũng quay trở về với chính mình. Thì những người từ chúng sinh quay trở về với, trải qua sáu nẻo luân hồi rồi tu thành Phật, rồi tu thành chánh quả. Những người từ chúng sanh mà thành chánh quả vô thượng Bồ Đề như vậy thì những người đó gọi là Phật. Còn Thượng Đế là ông tạo ra đầy đủ hết, người tạo ra lớn hơn Phật, gọi Phật Tổ mà, lớn hơn những vị Phật bình thường này. Nên Thượng Đế không phải là Phật ha. Người mà tu không, người mà thành Phật, thành Phật là hướng từ trên xuống dưới, có nghĩa là từ Thượng Đế trở lại thành Phật thì không phải là Phật. Mà những cái người mà từ chúng sinh mà tu thành cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì những người đó gọi là Phật. Rồi cái câu tiếp theo là Đức Phật nói là gì? Cái mục đích chính là gì? Mục đích chính là xuất hiện ra là để giáo hóa Bồ Tát thôi. Bồ Tát có nghĩa là tất cả, nói tóm lại là những người, tất cả chúng sanh trên thế gian thì gọi là Bồ Tát hết. Những con người trên thế gian gọi là Bồ Tát hết, nói là vậy thì dễ hiểu nha. Chứ không phải là những người như Ngài Quán Thế Âm hay Đại Thế Chí hay là Văn Thù là Bồ Tát đâu. Cái đó là những vị Phật hiện lại thôi. Đem sự thấy biết của một vị Phật mà chỉ thị cho chúng sinh tỉnh ngộ. Lúc này Phật này là gì? Phật này chính là hả? Phật này chính là, lúc này phải hiểu là cái người đã thành Phật rồi. Cái sự thấy biết, cái trình độ của một ông Phật, trình độ của một ông Phật để gì? Đem cái sự thấy biết, đem cái trình độ của ông Phật này mà gì? Chỉ thị cho chúng sinh tỉnh ngộ. Chỉ thị ở đây là gì? Ép buộc. Chỉ thị ép buộc, nhưng mà ép buộc cách nào? Rất có nhiều cách. Thì Đức Phật dùng cái phương tiện nào đó, rất nhiều phương tiện để ép buộc chúng sinh. Có thể là ép buộc chỉ thị họ đi xuống địa ngục ha. Cũng có thể chỉ thị cho họ đi đi thành Atula, hay chỉ thị cho họ lên trời, và chỉ thị cuối cùng chỉ thị cho họ thành người để nhận thức. Khi mà họ thành người thì họ mới tỉnh ngộ được, chứ còn họ thần thánh họ không tỉnh ngộ đâu. Chỉ có ở cõi người thì họ mới tỉnh ngộ được. Cho nên Đức Phật mới là gì? Mới xuất hiện tại thế gian. Thế gian chính là cõi người ha. Nhưng mà ở trong cõi âm gian thì chư vị chư Phật cũng xuất hiện tại nơi đó luôn, chứ không phải riêng cõi người nha. Cõi âm gian, cho nên là có nhiều người ta thấy là ở cõi âm gian người ta có xây chùa này kia, ở dưới nước rồi dưới biển có xây chùa rồi. Thì đó là cõi âm gian. Thế gian thì bao gồm âm gian và dương gian. Thì chúng ta đang ở dương gian, nhưng mà âm gian người ta cũng có tu nữa.
cũng không khác gì dương gian đâu. Chẳng qua là người ta không có mang cái xác thân như chúng ta. Đoạn tiếp theo thì rút gọn lại ha. Đức Phật nói tiếp là Xá Lợi Phất, Như Lai chỉ đem một cỗ xe duy nhất là Phật Đà. Cỗ xe duy nhất là Phật Đà mà thuyết pháp cho chúng sinh. Chỉ một cỗ xe duy nhất là Phật Đà mà thuyết pháp cho chúng sinh. Không có cỗ xe thứ hai, thứ ba gì hết trơn á. Và mười phương chư Phật nơi khác cũng vậy. Các vị Phật quá khứ cũng như vậy, hiện tại cũng như vậy và tương lai cũng như vậy. Cũng gì? Cũng chỉ đem một cỗ xe duy nhất là Phật Đà mà thuyết pháp cho chúng sinh. Chư Phật đã vận dụng vô số phương tiện, trong đó gồm các thứ yếu tố, ví dụ và lời chữ. Chúng ta phải nên hiểu là gì? Cái phương tiện ở đây á, ba thứ này là Đức Phật muốn nói về gì? Cái hệ thống âm dương ngũ hành phải không? Âm dương ngũ hành và ngũ hành kinh dịch bát quái ha. Bát quái chúng ta phải hiểu gì? Kinh dịch âm dương ngũ hành bát quái kinh dịch đây nè. Thì cái phương tiện chư Phật đã vận dụng vô số phương tiện, thì những cái này chính là nguồn gốc của các phương tiện nè. Thí dụ sáu nẻo luân hồi thì cái này cũng chính là phương tiện để sinh ra. Cái này chính là các hai cái khí cơ bản, hai khí cơ bản ban đầu để sinh ra gì? Để sinh ra bát quái và kinh dịch. Thì cùng với đó là gì? Nó sẽ hình thành nên cái ngũ hành này. Cái ngũ hành này, thì cái ngũ hành này là nó là những cái nhóm, cái nhóm năng lượng riêng. Thì có năm loại nhóm năng lượng là kim mộc thủy hỏa thổ. Rồi cái đây là cái hình thức, các hình thức về cái tám hình thức của vật chất, tám hình thức như là gì? Cứng mềm hay là gì, ngày đêm vân vân và vân vân. Cứng mềm ngày đêm là âm dương ngũ hành, âm dương ha. Còn bát quái thí dụ như là nó có tám dạng, thí dụ là người, thí dụ như trời cái hiệu là quỷ càn chẳng hạn đi. Rồi đất cái hiệu là quỷ khôn chẳng hạn đi. Thì nó đại diện cho, bát quái đại diện cho tám loại hình cơ bản của chúng sinh cũng như là vật chất luôn. Không có thời gian để nói thêm này, nó không có thuộc phạm vi ở đây ha, cho nói nó sơ sơ vậy thôi đó. Thì chư Phật mười phương đều vận dụng cái này hết, có nghĩa là ở những cái phương khác thì trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai cũng vậy, thì gì thì cũng có những, cũng có sáu nẻo như vậy, cũng được hình thành từ âm dương ngũ hành bát quái kinh dịch này. Thì những cái này chính là những cái này Đức Phật muốn nói gì ở đây. Ví dụ thì bát quái nó lấy ví dụ cho những yếu tố gì đó. Âm dương, ví dụ nữ là âm, dương là nam, hạn đó là ví dụ. Yếu tố đây là hai yếu tố âm và dương thôi, không có gì hết. Lời chữ thì kinh dịch, muốn nói tới kinh dịch. Chứ bây giờ mình nói rõ ràng cái thời xa xưa là gì? Thời Đức Phật cũng đâu có chữ đâu. Thời Đức Phật không có chữ, cho nên người ta chỉ truyền miệng lại, kinh điển là truyền miệng lại thôi. Cho nên mình phải nói cái chữ lời chữ này nè. Nó phải hiểu là gì? Kinh dịch. Nó chính là kinh dịch. Chứ không phải là lời chữ mà Đức Phật thuyết ra rồi người ta ghi lại. Đức Phật thuyết ra bằng lời, bắt đầu người ta ghi lại thành chữ. Thì gọi là lời chữ, nó không có ha. Thì đó là không, chưa có đâu. Thì chúng ta phải hiểu đây chính là Đức Phật muốn nói về kinh dịch. Nói về những thứ này là các yếu tố cơ bản để hình thành nên sáu nẻo luân hồi, hình thành nên chúng sinh, vật chất,
hình thành nên cái hương linh cũng như cái linh hồn của chúng ta. Ở trong đạo Thiên Chúa Giáo thì linh hồn là giống như là con người tồn tại mãi mãi vậy đó, là linh hồn. Nhưng mà trong Phật giáo thì không chấp nhận như vậy. Phật giáo nói là cái hương linh đó không phải là linh hồn. Con người chết đi rồi có thể đầu thai thành con này con kia hay là nơi này nơi nọ, cho nên nó không thể hình thành, nó không phải là mang hình người hoài hoài như vậy được, cho nên gọi là hương linh. Cho nên kệ ông nào nói, mà kệ mình dùng linh hồn hay hương linh gì cũng được hết. Rồi Đức Phật nói là gì lại nha? Như Lai chỉ đem một cỗ xe duy nhất là Phật Đà mà thuyết pháp cho chúng sanh. Mười phương chư Phật khác cũng vậy, quá khứ, hiện tại, vị lai, tương lai cũng vậy luôn, cũng dùng một cỗ xe Phật Đà duy nhất, không có cỗ xe thứ hai, thứ ba nào khác. Chư Phật đã vận dụng vô số phương tiện, trong đó gồm các thứ yếu tố ví dụ và lời chữ, thì nói ngũ hành ha, là cái phần mà cái yếu tố cơ bản hình thành nên cái phương tiện cho chúng sinh sáu nẻo luân hồi cũng như là con người chúng ta ha, vật chất chúng sanh nói chung. Rồi pháp ấy toàn là cổ xe Phật Đà duy nhất. Chúng ta phải nhớ cái chữ duy nhất này nè. Chư Phật mười phương có nghĩa là toàn vũ trụ, chúng ta phải hiểu là toàn vũ trụ nha, toàn vũ trụ mà chỉ có một Phật Đà duy nhất. Chư Phật mười phương tại quá khứ, hiện tại, vị lai, mười phương luôn nè, mười phương luôn, mười phương chư Phật luôn, thì có nghĩa là toàn vũ trụ ha, mà chỉ là gì, mà chỉ sử dụng một cái pháp, mà cái pháp ấy toàn là cổ xe Phật Đà duy nhất. Cái duy nhất này chính là gì? Là cổ xe duy nhất. Một cổ xe duy nhất có nghĩa là gì? Một cái phương pháp của một ông Phật duy nhất, của Thượng Đế. Chúng ta phải hiểu là duy nhất. Duy nhất chính là ông cao nhất ha, cao nhất và ông lớn nhất. Rồi ông lập ra nhiều quy tắc để độ cho chúng sanh, để biến những chúng sanh thành Phật, tạo chúng sinh và biến chúng sinh thành Phật. Và ổng là người duy nhất thì chỉ có là gì? Chỉ có Thượng Đế thôi. Một cỗ xe duy nhất đó, mà cỗ xe duy nhất đó là do ông Thượng Đế tạo ra. Cho nên chúng ta phải hiểu, duy nhất này chính là cái cỗ xe do một người tạo ra, và những cái vị Phật nơi khác đều ứng dụng cái nơi này, nơi này, cái cỗ xe này để thuyết pháp cho chúng sinh. Thì cái chữ duy nhất này á, nói tóm lại là nó là chính là Thượng Đế. Thượng Đế tạo ra cái cõi luôn. Rồi sau đó là gì? Những cái người mà thành Phật nè, những cái vị mà từ chúng sinh mà thành nên Phật, hay là những cái vị hóa thân hay ứng thân của Phật, của Thượng Đế đó, là đi tới những cái nơi khác của vũ trụ để thành lập nên cái gì? Để dùng âm dương ha, ngũ hành, bát quái kinh dịch để thành lập nên cái sáu nẻo luân hồi khác, một cái thế giới khác, một cái tam thiên đại thiên thế giới khác. Nhưng mà vậy cũng từ đây mà ra, mang sắc lệnh của ông Thượng Đế đi tới những chỗ đó để thành lập sáu nẻo luân hồi nơi đó và chúng sinh nơi đó để tu tập thành Phật, cũng trở về với là gì? Cũng trở về với lại với cõi Phật. Phật Đà chỉ có một ha, cái cõi Phật vô cực chỉ có một ha. Nhưng mà gì, các vị có thể trong vũ trụ có thể hóa hiện ra đủ thứ nơi hết để hình thành nên các cõi, nên các cõi Phật này, cõi Phật kia. Nhưng mà cũng vì mục đích là gì, duy nhất là gì? Đào tạo chúng sinh thành Phật thôi. Cho nên là duy nhất, chúng ta phải hiểu lại duy nhất chính là gì. Duy nhất có một ông Thượng Đế tạo ra một cái chiếc xe Phật Đà, một cái cỗ xe Phật Đà, và những chư Phật nơi khác cũng từ đây mà đi, cũng từ nơi ông Phật này mà đi và phân tán ra vũ trụ để thành lập những cái cõi khác, và cũng tiếp tục đào tạo cho chúng sinh tiếp, và cũng dùng cái phương pháp duy nhất này của ông Phật Tổ Như Lai hay là của ông Thượng Đế. Chúng ta phải hiểu đây là Phật Thích Ca Mâu Ni nha.
ông Thượng Đế hiện xuống thành Phật Thích Ca Mâu Ni không? Rất quan trọng nha. Cái chỗ này chúng ta phải hiểu là gì? Mười phương chư Phật, quá khứ, Phật hiện tại và Phật tương lai cũng đều là gì? Cũng đều là sử dụng một cái phương pháp duy nhất này để đào tạo các vị Phật khác từ chúng sinh mà ra, từ chúng sinh lên thành Phật. Thì chúng ta phải hiểu là cái cổ xe này chính là cổ xe của ông Thượng Đế. Và tất cả vũ trụ đều xuất phát từ ông Thượng Đế này mà ra. Mà chúng ta may mắn là gì? Chúng ta may mắn chúng ta được chính ông Thượng Đế Thích Ca Mâu Ni là gì? Chính thân của Ngài đi xuống tại trái đất này để đào tạo cho chúng ta, để khai mở không, để chỉ thị, rồi để gì, để dẫn nhập tỉnh ngộ, rồi để dẫn nhập cho chúng ta. Trong kinh Pháp Hoa những cái phẩm tiếp theo là gì, cái phẩm gì quên mất tiêu rồi ha. Thì lúc đó là có gì, có phân thân của Phật Thích Ca, phân thân của Phật Thích Ca từ vô số các thế giới khác đi về, ngồi xếp hàng ở dưới cái pháp hội Pháp Hoa. Có nghĩa là những phân thân của Ngài cũng đi nữa, cũng đi thành lập những nơi khác nữa. Đó là thân phân thân thôi. Còn cái thời Phật Thích Ca chính là cái thân của Thượng Đế luôn, thân chính của Ngài hiện tại đó. Cho nên chúng ta rất là may mắn. Chúng ta may mắn mà chúng ta không biết. Rồi. Như Lai vận dụng các thứ yếu tố ví dụ và lời chữ, nghĩa là vận dụng năng lực của phương tiện mà thuyết pháp. Như Lai làm như vậy toàn là để cho họ được tuệ giác biết tất cả của cổ xe Phật Đà duy nhất. Vận dụng năng lực của phương tiện là gì? Vận dụng năng lực của phương tiện. Phương tiện ở đây là gì? Cái nguồn gốc của nó chính là từ âm dương mà ra. Chúng ta phải tìm hiểu cái thứ gì cũng từ âm dương mà ra. Cái này chúng ta tự tìm hiểu không? Khi chúng ta hiểu được cái mọi thứ từ âm dương mà ra thì chúng ta tự động hiểu cái phẩm này. Và khi mà đã hiểu được cái phẩm này rồi, có thể chúng ta hiểu toàn bộ đạo Phật luôn. Phải rõ ràng như vậy. Tại sao? Tại vì khi mà Đức Phật vận dụng năng lực phương tiện mà để thuyết pháp, mà khi mà chúng ta đã hiểu được cái phương tiện này là gì đó, thì chúng ta sẽ biết tất cả cổ xe Phật Đà là duy nhất không? Chúng ta biết cổ xe Phật Đà là duy nhất có nghĩa là gì? Có nghĩa là toàn bộ vũ trụ đều xuất phát từ âm dương mà ra thôi. Những cái thứ mà chúng ta thấy đều âm dương mà ra thôi, đều do Thượng Đế tạo ra. Và các phương pháp để độ cho chúng sinh từ này mà ra hết. Thí dụ năng lực của phương tiện chẳng hạn đi. Thì âm có nghĩa là yếu ớt, không? Dương có nghĩa là mạnh cứng. Không? Thí dụ như cái kẻ nào mà cứng đầu chẳng hạn đi. Thì Đức Phật thì dùng, một là dùng gì? Dùng âm, dùng những lời lẽ nhỏ nhẹ không? Thì nói cho họ, kích cho họ, để cho họ tỉnh dậy cái chất Phật của họ, cái thân Phật trong đó. Còn những kẻ nào mà yếu đuối chẳng hạn đi, thì dùng những cái gì đó mà nó mạnh mẽ không, nó có niềm tin không, là yếu tố tố dương nè, để kích thích họ dậy không. Hoặc là gì, những kẻ nào mà vô cùng ác độc thì Ngài sẽ dùng lòng gì, lòng từ bi của Ngài, lòng từ bi. Và cái sự dạy dỗ có thể là dùng vũ lực hay dùng gì đó để giáo hóa cho họ. Còn những kẻ nào tự ti quá thì Đức Phật cũng phải soi sáng cho họ. Thì đó là năng lực phương tiện. Những kẻ nào mà ghê gớm lắm, những kẻ nào mà hung ác chẳng hạn đi, Đức Phật dạy không được thì Đức Phật đưa xuống gì, trong cái phương tiện này nó sẽ có cái cõi, có địa ngục đó, đưa xuống địa ngục hành xác mày, thì tự động mày sẽ gì, sáng rỡ ra, sáng rỡ là dương. Chúng ta hiểu sơ sơ như vậy thôi ha. Rồi. Nhớ Phật Đà duy nhất ha. Toàn vũ trụ chỉ áp dụng một cái Phật Đà duy nhất thôi. Mà cái Phật Đà đó là do một ông tạo ra, một vị tạo ra, đó chính là Thượng Đế. Ở cái đoạn này chúng ta hiểu như vậy. Chúng ta đến với đoạn kinh tiếp theo. Xá Lợi Phất. Như vậy,
trong 10 phương quốc độ, cổ xe thứ hai còn không có, huống chi cổ xe thứ ba. Chúng ta phải hiểu là cái cổ xe đó chính là tổng hợp của 6 nẻo, 6 cảnh giới đó, 6 cảnh giới luân hồi đó. Thì nó chính là gì? Toàn bộ cái đó thì gọi là cổ xe Phật Đà. Cổ xe Phật Đà đó chính là cái phương tiện để đưa cho chúng ta đến bờ giác ha. Để đưa chúng ta tới cái bờ giác để thành Phật. Thì trong 10 phương á, quốc độ, có nghĩa là trong toàn bộ vũ trụ mình á, thì chỉ có một kiểu thôi. Một kiểu là sáu nẻo luân hồi đó. Tại thế giới của chúng ta thì cũng có sáu nẻo luân hồi, tam thiên đại thiên thế giới và toàn thế vũ trụ cũng thế, cũng chỉ có sáu nẻo luân hồi. Sáu nẻo luân hồi đó chính là cổ xe Phật Đà. Có nghĩa là cái cổ xe đó nó có sáu phần, sáu phần. Chúng ta hiểu như vậy. Và chỉ từ một ông Thượng Đế mà ra thôi. Như vậy, Xá Lợi Phất, Như Lai xuất hiện trong thời kỳ dữ dội, thì đó là thời kỳ đủ cả năm thứ vận đục. Chúng sinh ở thời kỳ này dơ bẩn dày nặng, keo lẫn tham lam ganh ghét, hoàn thành đủ thứ bất thiện, nên Như Lai phải vận dụng năng lực phương tiện. Đó là chính nơi cổ xe, duy nhất là cổ xe Phật Đà, mà giả thiết nói ra ba cổ xe. Do đó mà Xá Lợi Phất, nếu là đệ tử của Như Lai, tự gọi là La Hán Bích Chi Phật, mà không biết đến việc Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát như trên, thì người ấy không phải là đệ tử của Như Lai. Thì tương tự những vị tỳ kheo đây cũng vậy. Họ cho mình đã đắc quả A-la-hán, mà không có biết cái việc mà giáo hóa Bồ Tát bằng sáu cái nẻo luân hồi như vậy, thì họ không có phải là đệ tử của Như Lai. Họ cũng chỉ là một chúng sanh mà thôi. Rồi, chúng ta phải hiểu cái chỗ này. Chúng ta phải nắm cái chỗ này là cổ xe Phật Đà chính là sáu nẻo luân hồi ha. Mà cổ xe chính là phương tiện. Tại ở đầu kinh Đức Phật, đầu kinh Pháp Hoa, Đức Phật thể hiện cái thần thông biến hóa, chỉ rõ sáu cái nẻo luân hồi đó ở phương Đông. Rồi ánh sáng về phương Đông chỉ sáu nẻo luân hồi đó, từ địa ngục vô gián cho đến cõi trời sắc cứu cánh. Thì có tất cả là những người ở đệ tử của Phật lúc này nhìn thấy trong ánh sáng đó là có vô số, có đầy đủ sáu loại chúng sinh, là từ dưới địa ngục, rồi ngạ quỷ, rồi tới là gì, súc sanh, tới loài Atula, tới loài người, rồi lên tới cõi trời, các loài trời trên đó. Thì chúng ta phải biết là sáu nẻo luân hồi đó chính là phương tiện. Mà đầu kinh Đức Phật đã nhấn mạnh rõ bằng cái thể hiện thần thông đó. Cho nên chúng ta cứ bám lấy cái sự thể hiện thần thông đó của Phật, mà chúng ta hiểu được cái phẩm phương tiện này nó quan trọng cỡ nào. Thì cái phương tiện đó chính là sáu nẻo luân hồi nha. Chúng ta phải biết là cái phương tiện đó chính là cổ xe, chính là cổ xe Phật Đà. Mà cổ xe Phật Đà đó chính là toàn bộ của sáu nẻo luân hồi. Và cái năng lực của sáu nẻo luân hồi đó, cái năng lực của cái phương tiện đó, năng lực của cổ xe Phật Đà đó là gì? Chở con người, chở chúng sanh đến bờ giác để thành Phật. Đó, chúng ta phải hiểu như vậy chúng ta mới nắm được cái đoạn kinh này. Như Lai xuất hiện, Như Lai và Đức Phật và chư vị Như Lai khác nha, chứ không phải một mình Đức Phật nè, tại mình biết còn thiếu ha. Xuất hiện trong thời kỳ dữ dội, thì đó là thời kỳ có đủ cả năm thứ vẩn đục. Nghi gì? Thời kỳ vẩn đục, sinh mạng vẩn đục, rồi tâm lý vẩn đục, có năm thứ lận ha. Thì Đức Phật nêu ra chỉ năm thứ vẩn đục, nhưng mà nó có cái ý trong đó. Năm thứ vẩn đục có phải là gì? Ngũ đục không? Năm là ngũ nè,
ngũ đục thì viết lấy là gì? Nó là ngục đủ, ngục đủ, ngục đủ. Có nghĩa là Đức Phật và chư vị Như Lai khác á, chỉ xuất hiện ra, chỉ xuất hiện vào cái lúc mà chúng sinh đã trôi lăn trong đầy đủ, trong sáu nẻo luân hồi. Mà cái đủ đây là tất cả chúng sinh này, ai cũng được bị trôi lăn trong cái ngục, cái ngục là địa ngục á. Đủ không, không những cái người mà được độ đó, những cái người mà những chúng sanh mà Đức Phật quy định độ trong cái thời kỳ này á, người ta đã trôi lăn đủ trong sinh tử rồi, từ cõi trời tới địa ngục, thì cái ai cũng đã vào địa ngục hết rồi, đủ người vào địa ngục rồi. Thì cái nhóm người đó, vô số người đó đã vào địa ngục đủ rồi, thì lúc này mà, có nghĩa là người ta đã đủ đồ chín rồi đó, ai cũng đã trôi lăn đủ ở trong sáu cái cảnh giới sướng khổ rồi. Thì lúc đó là gì? Như Lai có nghĩa là Đức Phật ha, Như Lai có nghĩa là Đức Phật và chư vị Phật khác xuất hiện đó. Mà khi Ngài xuất hiện ra, khi chư vị xuất hiện ra, không phải một dạng của Phật đâu, có khả năng là dạng với dạng của những cái vị giáo chủ của các đạo khác. Ví dụ Đức Phật ổng xuất hiện ra, Đức Phật Như Lai xuất hiện ra cách đây 5.000 năm thì ổng xuất hiện ra thành vua Phục Hy. Phục Hy sáng tạo ra là Bát Quái ha. Rồi các vị khác sau này thì có thời Đức ngang thời Phật Đích Ca thì có Lão Tử và Khổng Tử. Rồi sau này thì có Đức Chúa Giêsu. Thì tất cả các vị đều là các vị Như Lai hết, xuất hiện hết. Rồi. Chúng sinh ở thời kỳ này dơ bẩn dày nặng, kêu lẫn tham lam, ganh ghét, hoàn thành đủ thứ bất thiện, là không có thiện á. Hoàn thành đủ thứ bất thiện nè. Đủ thứ bất thiện. Đủ thứ bất thiện thì người ta sẽ vào địa ngục. Ai cũng hoàn thành đủ thứ cái bất thiện hết á, cho nên ai cũng đã vào địa ngục hết rồi. Thì đã tất cả đã vào địa ngục rồi thì gì? Đó gọi là ngục đủ. Đủ đầy đủ chúng sinh đã vào ngục, địa ngục rồi. Thì lúc này là gì? Đến cái lúc mà chư vị Như Lai xuất hiện để giáo hóa cho họ để trở về với cái cõi Phật. Thì là gì? Khi mà họ đã hoàn thành đủ thứ bất thiện, có nghĩa là ai cũng đã chín mùi rồi đó. Chín mùi cái kinh nghiệm rồi đó. Và cái sự đau khổ, sướng khổ gì rồi đó đầy đủ hết rồi đó. Thì Như Lai lúc đó Như Lai vận dụng năng lực phương tiện để độ cho họ là như thế nào? Đó là chính nơi cổ xe duy nhất là cổ xe Phật Đà mà giả thiết có người bịa ra đó. Nói ra có ba cổ xe, mà ba cổ xe đó là ba cổ xe gì hả? Đức Phật không nói ba cổ xe gì nha, chúng ta đừng có nghĩ đó là cổ xe gọi là Thanh Văn ha, là Duyên Giác hay là Bồ Tát Thừa, đó không phải. Ai hiểu cái đó là không đúng, chưa đúng. Phải đào sâu nữa thì mới nghiên cứu ra. Thì chúng ta biết là cái ba cổ xe này á, cổ xe Phật Đà chính là gì? Nó chính là sáu cái nẻo luân hồi đúng không? Cổ xe Phật Đà chính là sáu cái nẻo luân hồi. Mà gì? Đức Phật gì? Dùng cái năng lực của phương tiện. Đức Phật dùng năng lực của phương tiện để gì? Để giả thiết nói ra ba cổ xe. Một cổ xe Phật Đà chính là phương tiện. Phương tiện để đưa con người tới bờ giác để thành Phật thì chính là cổ xe Phật Đà. Không? Mà cổ xe Phật Đà đó nó có năng lực gì? Cái năng lực nó vừa nói là gì? Năng lực của phương tiện chính là năng lực của cổ xe Phật Đà. Chính là năng lực của sáu nẻo luân hồi. Mà năng lực của sáu nẻo luân hồi này là đưa con người ta tới bờ giác. Đó. Tuy nhiên khi mở thời kỳ vẫn đục, cái đầu của con người ta nó có nhiều hạng lắm. Có những người đã ra cái khỏi cái
địa ngục lâu rồi. Người ta muốn thoát khỏi địa ngục và người ta đã có kinh nghiệm, người ta không muốn thành làm người hay thành tiên nữa. Thì lúc đó là Đức Phật sẽ giảng cái khác. Còn có những người là gì? Mới ra khỏi địa ngục, và có những người là vẫn chưa ra địa ngục. Thì ba cái dạng đó Đức Phật sẽ nói ra thành ba cái giết, ba cổ xe khác. Ba cái cổ xe này chúng ta phải hiểu nó là gì. Ba cổ xe cũng đưa con người ta đến đến bờ giác, mà không biết giác gì, không phải là Phật. Đưa con ba, đưa chúng sinh đi đến ba nơi tạm thôi. Ba nơi tạm thôi, thì giả thiết ra mà ba nơi tạm. Rồi từ ba nơi tạm này thì cuối cùng Đức Phật sẽ cái gì, gom họ lại để cho lên một chiếc xe gọi là xe Phật Đà, để cho họ hiểu cái phương tiện này nè, để cho họ lên, để cho họ hiểu rõ cái sáu nẻo luân hồi, và họ tự động họ sẽ gì, họ tìm đường, họ tu thành Phật, rồi đánh thức, lúc đó đã đánh thức cái Phật tánh bên trong họ rồi. Thì cái năng lực phương tiện này á, nó là đưa chúng sanh đến bờ giác, nhưng mà thời kỳ vẫn đục thì chúng sanh khờ dại, nói một lần họ không hiểu, cho nên Đức Phật mới phân thành ba cổ xe. Thì ba cổ xe đó nó tương đương với ba thời kỳ, 1, 2, 3. Thời kỳ thứ nhất gọi là gì, thời kỳ phổ độ thứ nhất, thì tương ứng với lại thời kỳ của vua Phục Hy ra đời. Thì thời kỳ này á, ngày độ cho những người đã ra địa ngục lâu rồi, ra nhiều đạo, có thể năng ra nhiều đạo hay là nhiều cái học thuyết, mà độ cho những người đã ra ngục lâu rồi, thì để cho họ thành thần chẳng hạn đi ha. Ví dụ thành thần rồi, và gì, thành tiên đó, thành tiên. Rồi thời kỳ thứ hai tương ứng với thời kỳ của Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì cái thời kỳ này á, Đức Thượng Đế giáng xuống làm Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì lúc này là gì, ở bên Trung Quốc thì ông Văn Thù Sư Lợi ha, ông phân thân qua đó, ông là vị Phật thứ tư á, ông Nhiên Năng của Phật á, ông đi qua đó, ông đầu thai là thành ông Lão Tử, thì cũng là gì, cũng độ cho người ta thành tiên. Còn bên Ấn Độ thì lúc này là Phật Thích Ca độ cho nhiều người thành A-la-hán, thành thánh ha. A-la-hán, thành thánh. Đó. Và cái thời kỳ thứ ba chính là thời kỳ sắp tới nè. Bên đạo Cao Đài gọi là Tam Kỳ Phổ Độ đó. Là thời kỳ thứ ba. Đó. Thì ba cổ xe này, cổ xe thứ nhất nè. Cổ xe thứ nhất, giả thiết ra cả cổ xe thứ nhất thì độ cho người ta thành thần. Thần. Ông Khương Thứ Nha, ông Khương à, thời này là ông Khương sau vua Phục Hy thì tới lượt ông Khương Thứ Nha thì đổ cho ta thành thần, rồi sau đó ông Lão Tử thành độ thành tiên, rồi sau đó là, cũng ngang đó là ông thời đó là cũng có ông Khổng Tử nữa. Khổng Tử ông ra đời, ông Khổng Tử ra đời, ông độ cho người ta thành thánh nhân ha, thành thánh nhân. Thì nó có ba thời kỳ đó. Thì các thời kỳ này đều đổ cho những người đã ra ngục rồi. Và tuy đã ra ngục nhưng mà người ta cũng không muốn, gọi là gì, không muốn làm người nữa. Thì đổ cho người ta thành thần thành tiên. Còn cái thời kỳ thứ ba này là gom lại những thần tiên nè, rồi những người ra ngục sau này nè, mà chưa có khả năng giống như mấy người này, tất cả gom lại hết. Gom lại hết để gì? Để Đức Phật Di Lặc chỉ đường cho người ta thành Phật. Thì cái thời kỳ thứ ba này rất quan trọng. Nhưng mà thời kỳ thứ ba này là thời kỳ chưa diễn ra không? Sắp tới rồi. Chưa diễn ra. Phật Di Lặc ra đời rồi. Không phải là người ta sẽ thành Phật theo ngài liền đâu.
phải sống rất lâu nữa. Nhưng mà thời kỳ này sung sướng lắm. Cái thời kỳ này sung sướng mà người ta sẽ thành Phật trong thời kỳ sung sướng này nè. Thì cái đạo pháp đó ông Phật Thích Ca ông chưa nói. Làm thế nào sống sung sướng mà thành Phật á, tu thành Phật á, lúc này ông Di Lặc ông sẽ thuyết ha. Trách nhiệm của Đức Di Lặc. Rồi. Bây giờ này, Đức Phật nói khi đã giả thiết ra ba cổ xe rồi đó. Do đó mà gì? Sa Lợi Phất, nếu là đệ tử của Như Lai, tự gọi là A La Hán hay là Bích Chi Phật mà không có biết đến việc Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát như cái cách ở trên á, như cách theo sáu nẻo luân hồi á, và cái cách phân thành ba thời kỳ như vậy nè, thì những người đó không phải là A La Hán và Bích Chi Phật. Hay kể cả những cái vị tỳ kheo hay tỷ kheo ni cũng vậy, tự cho mình đắc quả nhưng mà thật sự họ không có biết tới cái chuyện này nè, tới cái việc mà Đức Phật là gì, chia ra ba thời kỳ này để độ cho chúng sinh thành Phật, thì các vị đó cũng không phải đệ tử của Phật, rất tầm thường, không ai đắc quả cả, cao lắm thì người ta chỉ thành thần thôi, nhưng mà thần thì còn lộn xộn lắm. Tới đây mọi người tự nghĩ ha, rồi qua phần khác. Tại sao mà khi mà đã đắc quả A La Hán hay là Bích Chi Phật mà không có hiểu cái cách mà đào tạo cho chúng sinh thành Phật bằng cái sáu nẻo luân hồi của chư Phật, thì những người đó không phải là A La Hán hay là Bích Chi Phật? Đúng rồi. Tại vì cái hàng A-la-hán và Bích-chi-phật á, là những người đó đã thành thánh, đã thoát khỏi cái sáu nẻo luân hồi rồi, thoát khỏi cái sự đeo bám của nó rồi, vẫn tồn tại ở trong nó nhưng mà không có phụ thuộc vào nó. Những vị này là muốn gì, muốn đầu thai lúc nào đầu thai, muốn ở cảnh giới nào thì họ ở cảnh giới đó, họ muốn như thế nào cũng được. Nhưng mà họ lúc đó họ đã thành chánh quả rồi đó, thì chắc chắn họ sẽ hiểu sáu nẻo luân hồi này chính là phương tiện của Đức Phật để đào tạo cho chúng sinh thành thánh, thành A-la-hán, thành Phật. Khi họ đã thành A-la-hán rồi nè, thì họ nhìn lại tất cả cái kiếp của họ đã trải qua. Họ đã từng nhìn thấy họ là một vị trời, từng nhìn thấy họ là một chúng sanh, từng nhìn thấy họ ở dưới địa ngục, từng nhìn thấy họ đã từng là con vật này con vật kia, đã từng nhìn thấy họ là Atula, và đã từng nhìn thấy họ là những con người với vô số kiếp, mà lúc này họ đã thành thánh. Thì họ nhìn lại cái trí tuệ của họ, họ nhìn lại họ thấy tất cả những cái cõi đó đều có lợi cho họ hết, thì họ mới thành thánh. Khi mà ở dưới địa ngục thì họ cũng nhận ra một điều gì đó cũng có kinh nghiệm. Khi lên trời ở cũng vậy, tuy hưởng thụ sung sướng như vậy nhưng mà đến một lúc nào đó người ta cũng chán à. Người ta cũng nhận thức một điều gì đó, khi đã là chúng sanh thì người ta cũng trải qua những chuyện gì đó. Khi thành A-la-hán, người ta nhìn lại tất cả các kiếp của người ta thì người ta nhận thức ra được là gì? Sáu cái nẻo luân hồi đó chính là gì? Sáu cảnh giới luân hồi đó chính là gì? Đó chính là những cái điều kiện để cho mình thành thánh. Nếu mình không có trải qua sáu cái nẻo đó thì sao mình thành thánh được? Và họ nhìn, họ thấu triệt sáu nẻo luân hồi đó nó chỉ là giả tạo thôi, nó chỉ là cái phương tiện thôi. Mà nếu như cái hàng A-la-hán, cái hàng Bích Chi Phật mà họ không hiểu điều đó thì chắc chắn họ sẽ không, họ chưa có đạt được, họ chưa có đắc cái quả. Đây là một cái điều mà Đức Phật nói để cho cái vị mà tỳ kheo ni hiện tại nè, thấy ngồi mà ngủ ra, mình nghĩ mình đã đắc quả gì đó rồi, mình có một chút thần thông gì đó rồi,
cứ nghĩ mình là A-la-hán, và thời kỳ không có Phật cứ nghĩ mình là Bích Chi Phật, hay là mình đã trở thành một vị Bồ Tát nào đó, một Bồ Tát thần thông nào đó. Nhưng mà thông qua bài này, nếu các vị cứ lỡ mà đọc, cứ lỡ mà nghe khúc này, mà các vị chiêm nghiệm lại bản thân mình, có đã hiểu sáu nẻo luân hồi là gì chưa? Nếu mà chưa hiểu thì các vị chưa có đắc quả gì hết á. Cao Tay chỉ là một những vị thần mà thôi. Đó, hiểu như vậy ha. Rồi, ở đây thì thầy ảo một chút là Đức Phật tóm tắt lại ha. Nó tóm lại là gì? Cái phẩm phương tiện này nó thì các tổ phân ra thành phẩm như vậy thôi. Thì tới đây là cuối phẩm phương tiện ha. Nó tóm lại Xá Lợi Phất: chư vị hãy nhắc tâm mà tin tưởng, lý giải, tiếp nhận và ghi nhớ lời của Như Lai nói. Lời của chư Phật nói thì không trống rỗng dối trá. Nói rằng không có cỗ xe nào khác mà chỉ có cỗ xe duy nhất là cỗ xe Phật Đà. Chúng ta phải thấy cái chữ không trống rỗng nè. Nói mà không trống rỗng có nghĩa là có nghĩa là chư Phật á, nói Đức Phật á, nói là không có ba xạo đâu. Ta nói là không có dối trá thế nào hết đó. Vì sáu nẻo luân hồi này nè, ở đầu kinh ta đã thị hiện thần thông rồi. Đầu kinh ta đã thị hiện thần thông cho các ngươi thấy rồi. Thì các ngươi phải nhìn vào đó để đoán ý ta muốn nói cái điều gì. Chứ không có tự nhiên gì mà ta đã thị hiện thần thông thần biến như vậy để chiếu rõ ràng 18.000 thế giới, mà thế giới nào cũng chiếu thấy rõ ràng là từ dưới vô gián địa ngục, cái địa ngục ghê gớm nhất tới đến cõi trời sắc cứu cánh luôn, thấy tất cả các nẻo chúng sinh luôn, thấy tất cả các loại chúng sinh. Mà 18.000 thế giới đó, thế giới nào cũng có xấu kia, cũng có sáu cái loại chúng sinh đó hết trơn. Thì chứng tỏ gì? 18.000 thế giới đó người ta cũng cùng một nơi mà ra thôi, cũng cùng một kiểu mà ra thôi, cũng cùng một ông Thượng Đế mà ra, và cũng cùng một cái phương pháp rèn luyện đào tạo để cho chúng sinh thành Phật mà ra. Cho nên là gì? Không trống rỗng dối trá là ở chỗ đó. Đức Phật nhắc lại một lần nữa là ta thể hiện thần thông, các người phải nhìn đó, các con phải nhìn đó, mà các con đoán ý được ta nói cái gì, thì nếu các con đoán được thì cái phẩm phương tiện này các con sẽ hiểu rất là dễ dàng lời của Như Lai nói đó. Cổ xe duy nhất là cổ xe Phật Đà, có nghĩa là gì? Sau nẻo luân hồi đó là ở đâu cũng xài một cổ xe nẻo trơn trọi ha. Và gì? Và ngày phân, hiện tại ngày đã phân thành 3C. Thành 3C. Thì chuẩn bị sắp tới là gì? 3C có nghĩa là 3 thời kỳ á, sắp tới chính là thời kỳ thứ 3. Thì ngày sẽ xuất hiện một lần nữa, và cùng với chư Phật khác cũng xuất hiện một lần nữa. Để độ cho chúng sinh, để gọi là gì? Để tổng kết lại như thế nào là 3C đó là một C Phật Đà. Đó, thì tổng kết lại rồi sau đó ngày Di Lặc sẽ tạo ra một cái thế giới gọi an bình trong tương lai, thái bình thịnh trị trong tương lai, ai cũng sống sung sướng hết. Rồi trong cái sống sung sướng đó thì làm sao để người ta thành Phật? Bây giờ người ta cứ nghĩ là muốn thành Phật không, thì trước tiên là phải gì thiền ba la mật, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, sáu bảy cái ba la mật như vậy. Bây giờ thử hỏi là gì? Bố thí ba la mật, cái thời Phật ông Di Lặc, thời Di Lặc sắp tới này nè, ai cũng sống sung sướng hết thì mình bố thí cho ai? Rồi vật chất cho ai đó? Bố thí vật chất cho ai? Rồi ai cũng hiểu kinh của Phật Thích Ca hết thì mình đi bố thí pháp cho ai? Đó,
ai cũng sống đàng hoàng hết, không lôi kéo mình thì mình trì giới với ai. Vậy là cái chuyện mà sống trong kiên, cái cảnh giới sung sướng như cõi trời á, gọi là địa đàng á ha, lúc đó gọi là địa đàng ha. Lúc đó gọi là địa đàng á. Sống trong cái vườn địa đàng này ở bên đạo Thiên Chúa gọi là địa đàng. Còn cái thời trong kinh Phật thì gọi là gì quên rồi. Cái thời ông Di Lặc thì gọi là gì? Giống như thiên đàng với hạ giới dạng dạng gì mà không hiểu. Thì lúc đó con người ta sống sung sướng ghê gớm luôn. Sống sung sướng hết. Thì cái đạo của Phật Thích Ca là tới đây là chấm dứt. Đạo của Thích Ca là gì? Muốn thành Phật là phải anh phải trì giới nè. Rồi là gì? Bố thí nè. Không? Rồi gì? Cái gì ba là một cái xấu cái quên nè. Nhưng mà giờ cái thời mà người ta sống sung sướng quá thì bố thí cho ai không? Không ai hại mình hết thì mình trì giới cho ai? Ví dụ mình muốn đi uống bia ôm chẳng hạn đi. Mà người ta sống tốt, người ta đâu có mở mấy quán đó mà mình đi. Mình muốn đánh bài, mình muốn uống rượu. Người ta không ai làm mấy chuyện đó thì sao mà mình hư được? Do đó là gì? Sống trong cái thời kỳ sung sướng địa đàng sắp tới này nè. Ở trong cái vừa địa đàng là gì? Thiên đàng với hạ giới đó. Thì sống thì sống, nhưng sống trong sung sướng này mà để thành Phật đó. Mục đích của Đức Phật là gì? Của Thượng Đế là phải làm cho sao cho người ta thành Phật. Nhưng mà sắp tới này là ý của Thượng Đế là muốn là sẽ xây dựng cho thế giới dưới trái đất này nè, trong trái đất này nè, ở dưới trái đất thế giới của chúng ta thành một cái địa đàng gọi là thiên đàng với hạ giới. Lúc đó là người phàm với thánh là cùng sống với nhau, gọi là phàm thánh đồng cư ha, vị Phật, các vị Phật nữa. Thì lúc đó là gì? Ngài Di Lặc sẽ hướng dẫn cho chúng ta tu thành Phật trong điều kiện sống sung sướng, không có bố thí ha, không có trì giới ha, rồi không có cái gì tùm lum la quên à. Rồi ha. Rồi tới đây là kết thúc cái phẩm phương tiện. Chào mọi người. Hẹn tới phẩm tiếp theo.